Cánh đồng lúa sản xuất giống ADI-168 rộng 65 ha ở thôn Đông Sơn, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, được sản xuất theo phương thức phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn. Suốt mùa vụ, nhờ thời tiết thuận lợi, cộng với việc bà con nông dân tuân thủ quy trình sản xuất một giống, một thời vụ, nên lúa chín đều, tạo điều kiện cho việc thu hoạch được thuận lợi. Chỉ trong vòng 15 phút, chiếc máy gặt đập liên hợp đã hoàn thành thu hoạch toàn bộ cánh đồng. Bà con rất phấn khởi trong mùa thu hoạch này là vì là cái năng suất lúa rồi là cái giá cả nó được phù hợp, cho nên là so với người nông dân sản xuất thì là bà con rất phấn khởi trong vụ mùa này. Tính đến chiều ngày 15 tháng 5, Thạch Hà đã thu hoạch được trên 4.355 ha trong tổng số 8.195 ha lúa xuân, đạt hơn 53,1% diện tích. So với những năm trước, vụ lúa xuân năm nay được đánh giá có năng suất cao vượt trội, bình quân đạt 58,2 tạ trên 1 ha, cao hơn vụ lúa xuân 2020 hơn 5 tạ 1 ha và cao nhất từ trước tới nay. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, huyện đang chỉ đạo các địa phương dồn sức thu hoạch, lúa chín đều tới đâu thu hoạch gọn tới đó. Đặc biệt tận dụng tối đa máy gặt đập liên hợp để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 tới. Ngoài 136 máy trên địa bàn, gần như mỗi thôn, xã đều chủ động hợp đồng với các chủ máy ở Huế, Quảng Ngãi với giá ổn định, vừa đáp ứng nhu cầu của bà con, vừa kiểm soát an toàn công tác phòng dịch. Đây là một vụ xuân được mùa, chính vì thế bà con nhân dân đang rất phấn khởi. Hiện nay thì cả địa phương đang tập trung cao cho việc thu hoạch, phấn đấu đến 20 tháng 5 thì cơ bản hoàn thành việc thu hoạch vụ xuân 2020. Tại Cẩm Xuyên, địa phương có diện tích lúa xuân lớn nhất tỉnh với 9.500 ha. Những ngày qua, chính quyền các cấp đã cùng với bà con nông dân liên tục liên hệ, bổ sung máy gặt đập để đáp ứng nhu cầu của bà con trong mùa cao điểm thu hoạch. Việc mở rộng 1.300 ha diện tích cánh đồng, thực hiện phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn, ứng dụng thành công cơ cấu giống lúa mới, đồng nhất thời vụ, áp dụng cơ giới hóa đạt tỷ lệ 100% đã đưa năng suất lúa xuân ở Cẩm Xuyên đạt 60 tạ trên 1 ha, tăng 7,22 tạ trên 1 ha so với vụ xuân 2020. Sản lượng đạt 57.000 tấn, tăng 6.700 tấn. Cái nét mới của vụ xuân này đó là huyện đã tập trung để đưa các cái giống lúa mới vào sản xuất các cái cánh đồng tập trung gắn với phá bờ thửa và ứng dụng các cái tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Kèm theo đó là tập trung để cơ giới hóa đồng nhất về mặt thời vụ, và cũng nhờ cái phần đó là sau lũ lụt thì cái độ màu mỡ phù sa của đất tốt hơn, cho nên là tạo cho bà con một cái vụ mùa rất là thắng lợi. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vụ lúa xuân 2021 đã giành thắng lợi trên quy mô toàn tỉnh. Năng suất sản lượng đạt con số lý tưởng, giá bán các loại lúa ở mức cao. Quan trọng hơn, vụ xuân 2021 đang từng bước làm thay đổi toàn diện về quy mô, tính chất sản xuất lúa gạo Hà Tĩnh. Cùng với sự nỗ lực người dân, tỉnh đã có chính sách về giống, cho nên là một cái vụ xuân mà thay đổi được cái lượng giống trên quy mô lớn và gần như là giống chất lượng cao. Thứ hai là thời vụ năm nay được triển khai khá tốt, cho nên lúa trổ đồng loạt tại thời điểm thời tiết phù hợp đạt được cái năng suất gần như là lý tưởng. Về lần thứ ba đó là tỉnh đã tập trung quyết liệt cái thay đổi vụ và cùng với phòng chống Covid là sát sao phòng chống sâu bệnh dịch bệnh, cho nên đến nay cái đồng ruộng Hà Tĩnh gần như sạch bệnh, vì vậy cái lúa năm nay đạt được năng suất sản lượng gần như quy mô ở toàn tỉnh. Hiện nay Hà Tĩnh đã thu hoạch hơn 25.500 ha lúa, đạt khoảng 43% tổng diện tích và đang tiếp tục dồn lực cao nhất để phấn đấu hoàn thành vụ lúa xuân trước ngày 20 tháng 5, bảo vệ thành quả của vụ sản xuất lớn nhất trong năm, đồng thời ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết và tình hình khó khăn của dịch bệnh COVID-19.